chào các bạn thân mến nha. Hôm nay mình review cảnh xà lan cá chay hoạt động trên sông nước và múc cọc cát cho các bạn xem ủng hộ cho mình cho vui nha. Thì hiện tại có một chiếc xà lan đang chở những cái vỏ container về đó các bạn. Đây là những sáng đang múc cát cho những xà lan này. Đang chạy nước xuôi về. Còn xà lan thì đang hút cát bây giờ các bạn. Này cũng có một chiếc cá chay đang nằm cát. Chiếc xà lan công thì chuẩn bị quay đầu lại. Đang chở đầu chiếc xà lan hai cabin này thì cũng quay neo đi rồi đó các bạn. Cách trường bời này thì xà lan neo đầu cũng xong.
tàu cạp có cá ăn lên đủ luôn. Mình đến đây xin hơi tốt tạm dừng. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem ủng hộ cho mình nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại sau nha.